Hai, mình là Toản. Điều mà mình sẽ làm khi hết dịch đó là đi cắt tóc. Mấy tháng nay chưa được cắt tóc là tóc dài quá rồi. Nè, nhìn Bây giờ là ngày 20 mấy tháng 4 năm 2020 rồi. Tết Covid đã dần dần đi qua. Ba Toản đã đi cắt tóc và mẹ con Kitty ra quảng trường chơi chờ ba cắt tóc. Em Kitty rất là thích ra quảng trường chơi nha. Mấy tháng nay giờ mới được ra quảng trường chơi đó, từ hồi Tết tới giờ đó. Kitty đang thèm được đi học lắm rồi. Ơi, cười lên mẹ chụp hình cho nè. Chạy rồi. Kitty cười lên mẹ chụp hình cho. Hai, ba. Dễ thương quá đi. Ờ, chim đó, mấy bạn chim đó. Hi birdies. Kitty rất là thích các con vật. Đó, mấy bạn chim leo cầu thang đó. Mấy bạn chim cũng biết leo lên cầu thang chứ bộ. Ừ, con leo cầu thang giống mấy bạn chim đi. À, nhiều lỗ quá, Kitty không đi qua được hả? Rồi, mẹ dắt Kitty qua cái lỗ đó nha. Leo lên tới đỉnh rồi. Leo lên tới đỉnh thì bạn chim cũng bay mất tiêu rồi. Đó, Bixi nè. Đây, quảng trường. Mọi người ngưng hoạt động á. Cái mặt nước hồ nó cũng ngưng hoạt động luôn. Đứng im luôn. Bên đây có một gia đình đi chơi, hai gia đình đi chơi. Trời sắp mưa rồi, hy vọng là ba Toản cắt tóc về sớm. Nếu không là hai mẹ con lại phải vô bên trong Bixi để trú mưa. Ê, Kitty, chờ mẹ dắt xuống. Chờ mẹ. Kitty ơi, con đang làm gì vậy? Đường đó không có leo lên được đâu, phải đi tìm cầu thang leo lên. Cầu thang đâu, cầu thang đâu, cầu thang bên kia kìa. À, hiểu, đang tìm cầu thang để leo lên. Thấy rồi. Rồi, cái ti đi qua cầu thang đi con. Giỏi quá. Đi theo bé đây. Đi từ từ thôi nha. Tưởng leo lên, hóa ra là định leo cầu thang bên kia. Em cái tay phát hiện ra đằng kia có một anh đang thả diều. Chạy tới chỗ anh thả diều đi con. Thèm được đi học lắm rồi mấy cô mấy bác ơi. Quảng trường, bờ hồ, bên kia là sân gôn. Mấy em bé cũng ra chơi rồi. Đưa cặp cho mẹ cầm rồi. Ừ. Hồi nãy con đạp xuống cỏ ướt, bây giờ giày ướt đi khó chịu. Mẹ nói không nghe. Ừ. Thôi không có tháo ra. Thấy bạn rồi, cái tay thấy bạn rồi. Ấy nó tới nó chỉ con của em á, là mèo kia kìa. Cái tay thấy gì mà chạy dữ vậy ta? Dạ 2 tháng rưỡi con. À, lớn hơn bé kia mấy tháng. Em cái ti phát hiện ra bên kia có con chó. Chó đâu rồi? Bạn chó đâu rồi?
Bước được qua mấy cái lỗ rồi đó hả? Lỗ này không có sợ lọt dày. Hồi nãy cái lỗ dưới lọt dày, lỗ này không sợ lọt dày. Cái Tý leo lên cục cờ chơi đó hả? Giữ vô cái lan can đằng kia đi con. Ừ, đi vô trong cái lan can đi. Đó. Đứng ở ban công ngắm quảng trường bờ hồ. Lớn rồi đó nha. Ừ. Cái đó là hồ nước đó. Mấy anh chị lớn đạp xe đạp đó. Thì chơi trò gì vậy? À, đi cầu hả? Đi băng qua cái cầu hả? Đi băng qua cái cầu, cái này cái Tý gọi là cái cầu hả? Đem qua đây rửa tay, chơi dơ rồi giờ đi đòi mẹ rửa tay. Nói chè chè là rửa tay á. Rồi ba Toản cắt tóc xong rồi. Ba Toản cắt tóc xong rồi. Yeah. Cái Tý chơi chưa đã. Ba Toản nói gì với mọi người đi nè. Cảm giác lâu ngày mới được cắt tóc. 3 tháng mới được cắt tóc mọi người ơi. Hết tiếng nói gì rồi. Rồi đi về, chào mọi người đi về. Chào mọi người đi về. Đi về nè. Ngày chưa ra quảng trường. Chơi chưa có đã. Ủa một tiếng đồng hồ rồi mà. Cái Tý đi về con. Đi về. Đó, bữa sau ba dẫn ba mẹ dẫn đi chơi nha, đi chơi nha. Bây giờ đi về thôi. Ôi. Bye bye đi. Đi mua bánh chuối đi về nha. Ok. Bye bye đi, cái team bye mấy cô mấy chú mấy bác nè. Ba đi cắt tóc. Đó, ba đi cắt tóc về rồi đó. Cái Tý đang phụ ba tưới cây. Tưới cây xong rồi sau đó mẹ sẽ đi tắm cho cái Tý. Tắm. Cái Tý lớn rồi đó biết phụ ba tưới cây. Rồi đi vô đi tắm con ơi. Mẹ quay từ trên xuống dưới thấp. Thấy hai cha con lùng tịt. Tưới cây. Công nghệ tưới cây không mệt mỏi. Không mỏi tay. Chú Tý ơi, qua đây mẹ chụp hình cho nè. Chú Tý, nhìn lên đây mẹ chụp hình cho nè con.